Đây là cờ của đất nước Việt Nam. Mày đặt rồi, đe dọa rồi. Ok, hello chào các bạn. Cũng là Lisa mà sao Lisa nói hay thế nhỉ? Không biết có hay không, nhưng mà Lisa lại chỉ nói theo những cái gì mình suy nghĩ và những cái gì mình hiểu biết ở cái đất nước, đất Lisa đang sống này. Tại vì mỗi con người đều có một cái sự suy nghĩ, đúng không? Có thể là mình suy nghĩ nó không hay, nhưng mà mình dám nói ra những cái gì mình suy nghĩ, đúng không? Còn tùy những cái người nào nghe hay là những cái người nào nhìn cho rằng Lisa thế này thế kia thì đấy cũng là một cái quyền của người ta. Vì mỗi con người đều có một cái quyền được suy nghĩ mà, đúng không? Lại Lisa vẫn cứ nói là có một thứ mà mình được tự do nhất ở cái cõi đời này á, là cái đầu của mình. Mình muốn suy nghĩ cái gì cũng được, mình muốn nghĩ cái gì cũng không ai biết được, rất bí mật và rất tự do. Mình nghĩ thoải mái, đúng không? Mình muốn nghĩ cái gì cũng được, đúng không? Không có cái gì là tự do hơn bằng cái đầu của mình ấy. Cho nên là cái Lisa nên Lisa nói thì là Lisa dám nói ra những cái gì mình suy nghĩ, đúng không? Chào các bạn nhé. Chào Duy Lê, chào Chu Phan, chào Ngô Quang, chào tất cả các bạn vào đây nói chuyện với Lisa. Hôm nay cũng chẳng có làm cái gì thì cứ cái Facebook cũng là một cái thú vui, đúng không các bạn? Người ta cái Facebook này nó rất thành công và nó rất thông minh, bởi vì nó tìm hiểu được tâm lý của con người. Đúng không? Cho nên là lập lên cái Facebook này, cái người lập ra cái Facebook này xứng đáng là tỷ phú ấy. Hôm nay Lisa nghe thấy cái bọn ở bên Mỹ nó bảo là nó cái cộng đồng nó họp để nó nói về Bắc Lợi Minh. Lợi Minh là cái chuyện cờ quạt. Ôi giời ơi, Lisa thấy cái lũ nó như bọn điên. Đúng là mình không nói thì nó tức, mà nói ra thì thấy cái bọn này nó làm sao. Người ta ở một cái đất nước tự do, người ta có quyền nói nên cái gì người ta nói, đúng không? Đất ở Mỹ nó đâu có cấm cờ đỏ đâu, nhưng mà chỉ cái bọn cờ vàng ấy nó làm ra như thế để nó đe dọa người ta, thì người ta sang đấy người ta làm ăn rồi người ta cũng chẳng thèm nói với chúng nó. Nhưng mà có những người, người ta tức quá người ta không chịu được, cho nên là người ta phải bộc lộ ra để cho chúng nó biết. Thế nhưng mà chúng nó như lũ điên ấy. Lisa cảm thấy vậy. Chính Lisa đã lên cảnh sát, Lisa hỏi nếu như có người cầm cái cờ mà như thế thì sẽ làm sao? Thì cảnh sát nó nói gọi cảnh sát, gọi 300. Thế thôi. Còn Lisa không biết nè. Chúng nó tuyên truyền ở trong cái cộng đồng là ôi giời ơi, nếu mà cầm cờ đỏ là nó là phạm vào cái này, phạm cái kia rồi bị đuổi về. Ôi, Lisa nghĩ mấy hôm nữa Lisa mà có thời gian Lisa sẽ cầm cái thằng mà nó đưa mặt Lisa lên vào cái cộng đồng đấy, có địa chỉ đàng hoàng, Lisa sẽ hỏi nó là cái thằng này nó nhìn, nó nói là nó mà nhìn thấy tôi nó sẽ đấm vào mặt tôi thì như thế nào. Lisa sẽ ra cảnh sát Lisa hỏi, và nếu mà Lisa mà có thời gian nữa Lisa sẽ lấy cái intervention order. Các bạn có hiểu cái intervention order là gì không? Là cái mà chúng bắt chúng nó không được gần mình, những cái thằng mà đe dọa hay là những cái bọn đó không được gần mình mấy trăm mét á. Nếu mà nó mà gần mình á là mình gọi cảnh sát sẽ bắt nó đi tù ngay. Đó, đó là cái lệnh đó. Xin rất đơn giản. Nếu như bạn nào đang ở Úc mà bị bất cứ người nào đe dọa đó, bất cứ chứ không có
tại vì cái luật ở đây nó là như vậy, kể cả chồng vợ chồng với nhau, chồng mà hai người mà giống như là đe dọa, dọa nhau rồi ly hôn rồi rồi chồng đe vợ đánh chồng đe dọa đánh vợ hay là cái gì đấy, hoặc là cái người vợ ấy, người ta không muốn cái người chồng lại gần mình nữa, người ta cũng có thể ra đó xin cái intervention order, cái lệnh của tòa là không được gần người vợ đó. Nếu như mà khi mà đã xin được cái lệnh đấy rồi á, mà bất cứ cái người nào mà bị cái lệnh đó mà gần mình á, là gọi cảnh sát nó đến nó bắt liền đi tù luôn, chứ không có phải kiện tụng gì hết. Đó là cái luật ở đây là như vậy. Chào Trần Đình Long, chào Đức Hòa Bùi nhé, chào chào tất cả các bạn. Đấy là Lisa nói vậy. Còn Lisa không sống ở Mỹ cho nên Lisa không hiểu được cái luật ở Mỹ. Nhưng mà thấy chúng nó nói là khi mà là nhập quốc tịch á, là có cái câu hỏi là bạn cái gì có phải Việt Cộng không hay là cái gì đấy, thì Lisa nói cái câu Việt Cộng á, là người Mỹ nó nói Việt Cộng tức là Victor Charlie đó, thì nó lấy cái bọn 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 ba que nó mới lấy hai cái chữ đầu của Victor là chữ V chữ V, mới Charlie là cái chữ C đầu tiên, nó ghép vào thành chữ Việt Cộng, nó dịch ra thành Việt Cộng. Thì cái ý của nó nói theo lý giả hiểu là ý chúng nó nói là Việt tức là người Việt, cộng có nghĩa là cộng sản, nhưng mà trong cái chữ Victor Charlie này nó không phải là cái chữ Việt cộng, mà nó chỉ có hai cái chữ đầu như thế rồi chúng nó tách ra chúng nó viết thành Việt cộng. Nếu như trong trong lịch sử Việt cộng tức là những cái người quân giải phóng, ok, cái thời đại này làm gì còn Việt Cộng nữa hả? Bây giờ nước Việt Nam bây giờ là của Việt Nam rồi, một đất nước có chủ quyền, một đất nước có này kia các thứ, thì Việt Cộng ở đâu ra nữa để mà đi theo Việt Cộng đó. Mình cũng muốn theo Việt Cộng, đi tìm Việt Cộng đi. Việt Nam bây giờ là một đất nước rồi, một đất nước chủ có chủ quyền, có lá cờ đàng hoàng to như thế. Cái thứ hai chúng nó nói là cầm cờ Việt Nam tức là cái gì sỉ nhục à, cái gì ấy, cái gì tới 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 cái cộng đồng của nó đó, cái cộng đồng của nó toàn bộ là mang quốc tịch của Mỹ đúng không các bạn, mang quốc tịch của Mỹ thì nó là người Mỹ, nó là quốc tịch Mỹ, nó cũng cầm cái cờ vàng, nó suốt ngày nó đi ra nó cầm cái cờ vàng, thì chúng nó chỉ lại còn nói cái gì người Việt quốc gia. Đấy, người Việt quốc gia là gì, quốc là tổ quốc, gia là gia đình, gia đình một đất nước Việt Nam tức là tổ quốc Việt Nam, thì nó lại lấy là Việt cái gì người Việt quốc gia tại Cali, có nghĩa là cái tổ quốc của nó nằm tại Cali, thế là nó chiếm mẹ nó Cali rồi gì nữa đúng không? Làm gì có đất nước nào mà cái tổ quốc nào mà để nằm ở Cali mới nằm ở Úc Châu mới lại nằm ở cái gì đúng không? Tổ quốc là một quốc gia, là quốc gia là một tổ quốc, mà đây nó lại nói là người người cái gì cộng đồng Việt Nam cái gì tổ cái gì quốc gia đấy, có nghĩa là quốc gia là đất nước Việt Nam của nó là nó đặt luôn ở đất Mỹ à, cái đấy có phải là chiếm Mỹ không? Chính chúng nó mới là cái lũ ngu đã để cái mấy cái chữ cũng không biết để nữa, nó đâu làm gì là còn tổ quốc, nó tổ quốc của nó bây giờ là Mỹ, tại vì nó lấy lấy nó là có cái quốc tịch Mỹ thì nó là người Mỹ, tại sao nó lại để là người Việt quốc gia, có nghĩa là người tổ quốc Việt Nam rồi gì nữa, người Việt tổ quốc của người Việt Nam ở cái chỗ đó, nó đặt tại Nam Cali rồi nó là đặt ở Úc Châu rồi nên là nọ trai, các bạn hiểu không?
Thế cho nên là đi sang nghe, đi sang tôi hỏi hỏi. Xong rồi nó lại bảo là chứ nó làm như là bác lợi mình, bác sẽ chiếm đất nước của nó, đất nước Mỹ hay là Úc gì á, thì tất cả những người dân mà đã mang quốc tịch cái nước đó thì là người của nước đó, ok, thì phải ở trong cái nước đó, phải theo cái luật pháp của đất nước đó, chứ đâu có phải là muốn đe dọa ai nào mang đến là ta gõ cửa, ta chỉ mặt, ta đặt tên. Nên xà nói, nên xà đang ở Úc này, ví dụ có một người nào đó người ta ví dụ như cái bọn cộng đồng đây, Lisa muốn kiện nó, Lisa sẽ làm trước hết là Lisa muốn trực tiếp thì Lisa sẽ gửi một cái lá thư hoặc làm một cái gì đó nói là chúng mày làm như thế này, chúng mày ngừng ngay lại, bỏ ngay cái video xuống, hoặc là Lisa report với lại YouTube hay là bất cứ chỗ nào đấy để bỏ những cái video đó xuống, hoặc Lisa trực tiếp đi ra báo cảnh sát. Ok, những cái người này đe dọa tôi thì cảnh sát nó sẽ chỉ cho Lisa biết là phải làm cách nào. Còn nếu như bác Lợi Minh mà có làm cái gì mà sai phạm đến luật pháp của đất Mỹ á, thì á, chúng nó chỉ được quyền tới báo cảnh sát, cái người này làm cái này, làm cái này không đúng. Thì cảnh sát nếu nó cảm thấy rằng cái chuyện này là vi phạm thì nó sẽ tới, nó có cái cách của nó để nó làm, chứ không bao giờ có cái kiểu mà tự động mà đi đến nhà người ta xong bắt đầu đe dọa rồi đưa lên rồi này kia các thứ. Ở Úc này nó đến nó tóm ngay lập tức, đúng không? Bây giờ Lisa đã có rõ ràng cái thằng kia nó ở trên Sydney, nó ngồi ở tại cái văn phòng của cộng đồng, nó đe dọa Lisa, nó bảo nó nhìn lên Lisa nó sẽ đấm vào mặt Lisa rồi nó sẽ đi tìm Lisa rồi nó này kia các thứ, thì mình có quyền ra cảnh sát để báo cho cảnh sát biết, và người ta sẽ nói cho mình biết là mình phải làm những cái bước như thế nào. Đó là cái luật pháp ở đây, chứ không có cái kiểu mà tự động mà đi ra mà đe dọa người ta rồi đến nhà người ta rồi tùm năm túm ba cả một lũ rồi đe dọa rồi tôi cho cái gì cho thằng này về rồi này kia các thứ. Cái đấy á, bác Lợi Minh sẽ kiện ngược lại chúng nó, là làm cho mình bất ổn cái tinh thần của mình. Chúng nó làm như ra như thế để chúng nó làm cho cái tinh thần của mình bất ổn đi, kiện ngược lại chúng nó cho chết cha chúng nó, lũ điên này. Không nói gì, mình nói ra để cho những cái người nào mà người ta chưa hiểu về những cái luật pháp ở đây á, thì đừng để cho cái bọn cái lũ cộng đồng, lãnh đạo cộng đồng nó lừa đảo nữa, đúng không? Nhiều người còn bảo chứ Lisa xem mấy cái clip nó còn bảo Lisa là gián điệp cho cộng sản. Ôi giời ơi, Lisa cũng muốn làm gián điệp nhưng mà mình không đủ, đủ tư cách để làm một người gián điệp đâu phải đơn giản đâu. Đúng không? Chào các bạn. Làm một người gián điệp á, như thế nào gọi gián điệp mà như thế nào mới bị người ta, ví dụ chỉ cần như thế này thôi cũng bị bắt. Ví dụ như là Lisa làm ở một cái công ty gì đấy, công ty sản xuất cái gì chẳng hạn như vậy, thì có một cái công ty khác nó cũng làm những cái công việc như vậy, nó cạnh tranh nhau mà Lisa làm ở công ty này á, Lisa làm trong một cái bộ phận gì đó, Lisa tiết lộ cái bí mật của cái công ty này ra cho cái công ty kia để cho cái công ty kia nó cạnh tranh với cái công ty này ấy, thì Lisa sẽ bị cái ông chủ của cái công ty này nó sẽ tìm ra Lisa và nó sẽ xử xử lý Lisa, thế mới gọi là gián điệp. Đấy, cái đấy là chỉ là về một cái chuyện công ty thôi, còn nói về một người gián điệp á nó hay lắm, làm sao mà Lisa đủ tư cách để làm gián điệp đúng không? Nhiều khi ngồi á, mình thì hay thích để ý mấy cái chuyện này, cho nên khi mà nghe thấy những cái câu nó nghe nó mình không ngửi được ấy, mình không nói ra, mình không chịu được, mặc dù á thực sự là mình cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng mà chào chào mọi người nhé. Nên đi xả nói để cho mấy cái người ví dụ như các cô các chú các bác ấy, mà sống ở đây mà cảm thấy rằng chống cộng ấy, cái chuyện chống cộng ấy
Nếu có bản lãnh thì cứ chống, đúng không? Nhưng mà chống như thế nào ấy, đừng để bôi do chát chấu vào những cái mặt những cái người khác, đúng không? Mình làm cái gì mình chống cộng mấy chục năm nay rồi, mọi người nhìn thấy rõ ràng, hay những cái người chống cộng ở nước ngoài ấy, nhìn rõ ràng xem chúng nó làm được cái gì chưa, hay là chỉ có quyên góp rồi á, đến lúc rồi á vỡ đổ vỡ ra xong rồi chửi nhau, đúng không? Chúng nó đâu có làm được cái tích sự gì đâu. Rồi chửi chửi nhau rồi tung nhau ra rồi nôi thằng này ra là ăn bớt thằng kia ăn xén rồi loạn xì ngầu lên, chẳng được cái tích sự gì cả. Rồi cuối cùng làm sao, cuối cùng là con em của chúng ta bị ảnh hưởng, đúng không? Con cái của mình cũng là nói kiểu gì thì nói vẫn là người Việt Nam, không chạy được đi đâu hết. Thế mà chúng nó làm những cái trò nào nào rồi, ôi làm đủ các thứ đấy, mang danh cái cộng đồng, mang danh cái cờ vàng rồi này kia các thứ, rồi làm đủ các thứ chuyện ở ngoài đường kia rồi á, có phải là bẽ hết cả mặt con mặt cháu chúng ta không? Chúng nó lớn lên, chúng nó sống ở xứ này, chúng nó còn cần phải đi xin việc làm, cần phải đi làm ăn, cần phải cái này cái kia, cần phải giao thiệp với cái người ở bản xứ này. Thì chúng ta phải làm sao để cho con cháu chúng ta nó tự hào chứ. Tại sao lại làm những cái chuyện như thế, xong rồi tùm lum tùm ba đi, xong rồi chẳng ra làm sao cả. Đã bảo ông thủ tướng của Việt Nam qua đây đã đào những cái chuyện đấy, trong khi cờ Úc với Mỹ bàn giao với nhau rồi này kia các thứ đủ thứ rồi, thế mà còn cứ đả đảo xong rồi vài ba ông bà già xong lừa đảo nhau, xong người ta sang ngày 14 thì các bố ra nói đi biểu tình ngày 16, xong rồi rủ nhau đi về. Thế có phải ra làm sao không, có phải ảnh hưởng đến chính con cháu chúng ta không, đúng không? Những cái người sống ở hải ngoại thử suy nghĩ xem nó đúng không. Nên Sà nói một phần cũng là cho chính những cái tầng lớp trẻ nó sống ở đây này. Có một cái thằng bạn của con đi xá nó nói à, nó sống ở đây lâu rồi, nó nói là mình là người Việt thì mình phải đoàn kết với nhau để chống lại những cái bọn ở đây, bà ở đây nó bắt nạt chúng ta, chứ không phải là cứ cãi nhau có vì cái chuyện cộng sản vì chiến tranh thì chúng ta mới có mặt ở cái đất nước này, đúng không? Tại sao không làm đẹp mặt cho những cái đứa trẻ đấy, con cái mình sống ở đây nó còn phải 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 làm phải ăn phải đi ra ngoài kia để giao thiệp, khi mà mình để cho nó làm ăn tết tè le ra, xong rồi để cho cái đất này nó nhìn thấy cái dân Việt Nam mình chẳng ra làm sao cả, rồi con cái mình nó có phải bị ảnh hưởng không? Nó thôi không không nhận cái thằng này nữa đâu rồi, thằng này người Việt Nam thôi, là thằng này người gì rồi, nhìn thấy chúng nó tết tè le chỉ biết ăn chặn rồi này kia các thứ thôi. Có phải ảnh hưởng đến chúng ta không? Ảnh hưởng đến chính con cháu chúng ta chứ không phải là không đâu, đúng không? Nếu các người mà thật sự chống được thì hãy làm lên một vị lãnh tụ như Hồ Chí Minh đi, để mà chống đi thì người ta mới cảm thấy người ta hãnh diện chứ. Việt Nam Nhật họ có cái đầu óc, họ sản xuất ra những cái đồ dùng rồi họ họ thiết kế ra nhiều thứ. Mỹ rồi chiến cái gì vũ khí hiện đại, mỗi một đất nước nó có một cái nó cảm thấy nó tự hào. Việt Nam có gì biết không? Việt Nam nghèo không có cái gì cả, nhưng Việt Nam có một cái ý chí, cho nên người Việt Nam phải lên tự hào là như vậy, đánh đuổi đủ các loại giặc, đúng không? Đến Mỹ hiện đại như thế mà còn phải chạy phải thua, đúng không? Không một cái đất nước nào mà có thể chiếm được cái Việt Nam cả mấy ngàn năm nay rồi. Thì mình tại sao mình tự hào về cái điều đó, đúng không? Tuy nghèo nghèo thật nhưng mà Lisa cảm thấy rằng Lisa rất tự hào, và Lisa cũng cảm thấy người Việt mình có một người lãnh tụ rất là giỏi, rất là đầu óc mà tất cả thế giới này họ đều khâm phục hết. Đó là Hồ Chí Minh, đúng không? Tại sao mà chúng nó suốt ngày chúng nó chửi Hồ Chí Minh? Tại vì chúng nó biết rằng dân Việt Nam rất là yêu quý Hồ Chí Minh cho đến giờ phút này. Cho nên chúng nó mới kích động các bạn thôi. Chứ thật sự chúng nó thừa hiểu rồi. Chúng nó muốn làm cho các bạn tức lên
để trả lời chúng nó, để giống như bình luận vào, để có những cái đứa nó làm ăn nó vì những cái số lượng người xem chẳng hạn như vậy. Cho nên là đương nhiên mình nghe thấy những cái chuyện đấy mình không chịu được thì mình phải trả lời chúng nó, nhưng mà chúng nó, cái mục đích của chúng nó là kích động mọi người, tại vì chúng nó, chính chúng nó biết được là dân Việt Nam mình là suy nghĩ gì về Hồ Chí Minh mà, cho nên nó mới nói như vậy thôi, đúng không? Đấy. Nhưng mà Lê Sào cũng thấy là cái tầng lớp trẻ đấy thì nó chửi lại thì nó cũng không có chửi quá như là cái bọn già, cái bọn ba que, chúng nó chửi dã man, nó dùng toàn những cái đồ phụ từng. Lê Sào cảm thấy kinh tởm với bọn ấy quá. Tuy rằng thỉnh thoảng Lê Sào lên đây nói như này nhá, nhưng mà Lê Sào có người chú năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi, chú bảo nhỉ, cháu nói nhưng mà cháu đừng có chửi người ta là con này con kia. Đấy, đấy là một người cộng sản đấy, chú Lê Sào là người bộ đội ngày xưa đấy, chú cũng nói như thế đấy. Người ta lịch sự, những cái người người ta ngày xưa người ta đâu có bao giờ người ta ta ăn nói cái kiểu mất dạy như cái bọn khốn nạn đâu, nhưng mà tại vì chúng nó mất dạy quá cho nên là mọi người mới phải chửi lại chúng nó thôi, chứ nếu chúng nó không không chửi mình thì mình đâu có chửi chúng nó làm gì, đúng không? Ai hơi đâu nên đây mà chửi đâu, đúng không? Chẳng ai mà rảnh rỗi. Lê Sào thì có nhiều thời gian, để bây giờ cũng lớn tuổi rồi chẳng làm cái gì thì bây giờ mình cũng lên đây mình chơi Facebook rồi mình thấy cái gì thì ngứa tai, ngang tai trái mắt thì mình nói ra, thì nếu như mà thực sự những cái người người ta chưa biết thì người ta nghe thấy người ta suy nghĩ lại xem có đúng không, những cái lời Lê Sào nói đúng không? Chống, ai muốn chống cái gì thì chống, thế nhưng mà đừng có làm ảnh hưởng đến người khác, đúng không? Các người cứ chống cộng, chống gì thì chống, chống làm sao cho nó đẹp, chống làm sao cho nó thông minh, chống làm sao cho nó lịch sự, chống làm sao cho hiểu biết thì người ta mới phục các người chứ. Đây chống mẹ chống như là tét tét ra, ảnh hưởng đến chính bản thân tôi, ảnh hưởng đến cái mặt của người Việt Nam, đúng không? Ảnh hưởng đến con cháu chúng tôi thì chúng tôi phải lên tiếng. Đó là cái sự suy nghĩ của Lê Sà. Tại Lê Sà là một con người rất là có cái tự ái dân tộc. Mình là người Việt mà, cho dù như thế nào mình cũng vẫn là gốc người Việt Nam, đúng không? Nó không có đứa nào nó bảo Lê Sà là người Tây cả, vẫn là người Việt Nam. Đi ra ngoài đường người ta vẫn nói mình là người Việt Nam, người ta không nói mình là người Úc đâu. Cho nên mình phải có cái tự ái chứ, con người không có tự ái là con người vứt đi, bỏ đi. Con người không biết tự ái là cái gì ấy, mình đi ra ngoài đường ấy, cho dù cờ xanh cờ đỏ cờ cờ gì đi chăng nữa, nó nói một câu Việt Nam thôi, nó chửi một câu Việt Nam thôi là mình cũng muốn đấm vào mặt nó rồi, đúng không? Giống như bọn Úc ấy, có lần ấy, Lê Sà mới nó đụng xe, đâm xe tai nạn, nó quay nó bảo là chúng mày Á Châu đi cút về nước rồi. Lê Sà bỏ tay, chúng mày từ đâu tới đây, tại cái đất nước này cũng đâu phải của chúng nó đâu, chúng nó cũng là di dân như mình thôi. Lê Sà hỏi nó where you come from, 4 5 thằng đứng im không nói năng gì hết. Nó mình, tại vì mình có lòng tự trọng và mình phải hiểu biết một tí thì mình mới biết trả lời được chúng nó. Chúng nó im im luôn không nói gì à. Nó đuổi Lê Sà về, nó bảo là mày go home đi. Lê Sà nói where you come from, chúng mày từ đâu tới. Nó im re luôn, nó không nói làm gì đó. Đó, cho nên là những cái gì đó, mình phải hiểu biết một tí, mình phải có cái lòng tự trọng thì mình mới mới dám nói dám làm, đúng không? Cứ động cái đi ra ngoài đường gào ầm lên là mình như lũ điên ấy. Mình cảm thấy mình xấu hổ mà ảnh hưởng đến con cháu mình nữa luôn, đúng không? Tại vì con cháu mình á, nó phải sống ở đây, nó phải làm việc ở đây, nó phải, nếu như mình làm những cái gì đẹp cho chúng nó thì chúng nó cũng tự hào, ồ người Việt chúng mình như thế này như thế này như kia. Đây chúng nó nhìn thấy các ông các bà, chúng nó cũng chẳng thèm nói tiếng Việt nữa luôn, nói thật một câu cho các ông các bà biết đấy, nó chán, mẹ nó nhìn thấy như lũ điên, nó đi nó cũng chẳng thèm thèm nói nữa. Thử tự tự
tự nghĩ xem nó đúng không, về nhà nó có thèm nói mà các ông các bảo thì thôi. Chị ơi, chúng nó là ba que giỏ lá không biết nhục đâu, em thấy xấu hổ thay cho họ. Ông nên giả thấy thật sự xem những cái mà mấy cái ông già cứ nên nói như là bị chúng nó bị nhồi vào sọ rồi, là ôi trời ơi, à, cái gì chúng nó cái gì làm sao mang cờ đỏ là cái gì xúc phạm đến người 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 tị nạn ở bên này rồi thế nọ thế trai, chúng nó cảm tưởng nó chúng nó mạnh lắm như là đất nước của chúng nó không bằng cái kiểu vậy. Mình cảm thấy rồi ôi sao mấy cái người này hình như họ không hiểu gì, họ sống mấy chục năm rồi họ không hiểu gì về về cái đất nước tự do, về cái mà mồm thì cứ suốt ngày đi đấu tranh cho tự do mà không biết nó hiểu tự do là gì không. Đúng, mình phải tự hào tôi là người Việt Nam. Chào Nguyên, chào Phạm Phạm, chào bác Lợi Minh nhé. Bác Lợi Minh sao rồi? Chúc bác mạnh khỏe và luôn luôn cứng rắn đối với chúng nó nhé. Mình sống ở cái đất nước đó nó có luật pháp mà, nó đâu phải là của chúng nó đâu. Mình đâu có xin xin nhập tịch vào cái đất nước cờ vàng đâu, đúng không? Chúng nó đâu có phải là đất nước đâu mà chúng nó suốt ngày cứ như là bố người ta, đúng không? Mình chính là mình ở đây mình sống mình cũng cảm thấy mất tự do cơ, tại vì cứ động một tí là cái gì cộng sản rồi dân Bắc Kỳ rồi này kia các thứ, mỗi lần chúng nó nói ra như thế thì muốn chửi vào mặt chúng nó thì thật đấy mà. Thấy tự do rồi thì tại sao mình phải sợ chúng nó? Chúng nó là cái gì đâu, chúng nó cũng chỉ là cái người dân ở cái đất nước đó thôi. Chúng nó phải đi theo cái luật pháp ở những cái nơi này chứ không phải là chúng nó tự đặt ra cho mình là như là bố người cái thiên hạ xong rồi đe dọa hết người này người kia. Sa nói thêm lần nữa là lần trước Nên Sa đã cầm cái clip của chúng nó mang ra police rồi đấy. Nên Sa cho cái ông police đó xem là mấy cái người này làm những cái chuyện như thế này như thế này. Ông mới nói là nếu mà mày gặp cái trường hợp như, nên xa hỏi ông nếu mà trường hợp như thế với gia đình tôi hay là tôi thì làm sao. Ông bảo gọi 3 số 0, gọi cảnh sát, chúng nó không được quyền làm như vậy đó. Cho nên là mình có cái gì mình cứ mang ra mình hỏi. Bây giờ bác nói mình không biết ở bên Mỹ có giống bên bên Úc này không, nhưng những cái thằng nào đe dọa mà mình biết tên tuổi nó này kia các thứ, mình đi ra mình xin cái intervention order để cho cái bọn đấy không được gần mình mấy trăm mét á, khi mà chúng nó gần một cái gọi phone cái chúng nó chết luôn. Cho nên là mình không có sợ chúng nó, kể cả mình đi ra ngoài đường cũng vậy, đúng không? Bây giờ mình đã nói hết với cảnh sát rồi, mình đã cho biết cảnh sát là những cái người này người ta ấy rồi, nhưng mà bác Lợi Minh ở bên đấy mấy chục năm thì chắc cũng hiểu thôi cái đấy. Nhưng mà là lý sao không biết luật ở Mỹ như nào nhưng mà luật ở Úc là như vậy. Thời gian nên sao cũng ra cảnh sát hỏi, nhưng mà tại vì cái bọn mà cái bọn cộng đồng ấy nó ở xa ly xa lắm, nó ở ngồi xe bát thì những 7 8 tiếng ấy. Đi máy bay thì cũng tiếng rồi, thì nhiều khi nói thật đấy mình muốn ra mình hỏi nhưng mà chính mình cảm thấy mình xấu hổ lắm. Tại cái chuyện như là trò trẻ con ấy, đúng không? Đe dọa dọa cái gì không, đe dọa cái kiểu đấy. Cho nên là nhiều khi mình cảm thấy mình đi ra, ví dụ mình ra cảnh sát mình hỏi cái gì mấy cái thằng này nó làm sao như là trò trẻ con, như là chơi đồ hàng ấy. Lên giả mà lần trước lên giả ra lên giả về hỏi chứ tao có một cái chuyện rất là funny, rất là buồn cười, tao muốn hỏi để tao biết cái luật ở đây như nào thôi. Mình phải rào đầu họ như thế, mình bảo cái này nó very funny question, cái câu hỏi rất là buồn cười nhưng mà tao muốn muốn biết về cái luật pháp ở cái đất này cho nó đúng để ta nói cho các bạn tao và những cái mọi người sống ở đây lâu nhiều khi người ta không biết.
về cái cộng đồng này. Thế thì cảnh sát họ nói với Lisa ngay, không có gì, police open 24 hour, đúng không? Tại sao mình hỏi, chẳng ai bắn mình cả, chẳng ai cầm súng gì ở đâu mình cả, tại sao mình ra mình hỏi mà cứ phải nghe cái bọn cái mấy cái ông bà già cứ phải đi ra nghe mấy cái thằng lãnh đạo cộng đồng ấy nó nhồi vào sọ cho. Luật pháp ở đây mình phải biết, mình không biết thì làm sao mình sống được, không ít thì nhiều mình cũng phải biết, biết những cái đấy rất là đơn giản thôi. Một phần đi dám nói nên cũng để cho mọi người hiểu rằng mình bất cứ có cái chuyện gì mình cứ ra police mình hỏi, đừng có phải sợ cái gì hết. Không biết tiếng Anh thì ra police đòi hỏi người ta là tôi có muốn muốn cái gì phiên dịch, là người ta gọi cái số đặc biệt có phiên dịch tiếng gì cũng có hết đấy. Đó, làm sao mà phải sợ thằng bố con đường nào, cái bọn chó người ta đi đe dọa người ta.